Hello, hello, xin chào anh em đang đến với kênh Nguyễn Khắc Kiên Freestyle Football. Làm thế nào bạn có thể sở hữu một cú sút bóng cực mạnh? Hãy xem video này. Trên thế giới có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng với những cú sút sấm sét điển hình như Hulk, Carlos hay CR7. Và còn rất nhiều những danh thủ khác sở hữu cho mình cú sút sấm sét. Theo như kinh nghiệm của mình chơi bóng tự do khá lâu nay, để có một cú sút bóng cực mạnh thì mình sẽ chia làm 3 bước. Bước 1, chạy đà, mình sẽ chạy từ 3 đến 5 bước. Người hơi lao về phía trước và mình sẽ chạy bằng mũi chân. Bước 2, đặt chân trụ và điểm tiếp xúc bóng. Mình sẽ đặt chân trụ cách bóng khoảng 1 găng tay, mũi chân hướng về phía mục tiêu. Điểm tiếp xúc bóng là giữa tâm trái bóng. Các bạn có thể xem trên hình. Điểm tiếp xúc trên chân đó là ở mu bàn chân. Khi chân tiếp xúc với bóng, chúng ta cần phải khóa cổ chân lại để đem lại một lực bóng tốt nhất. Và bước thứ 3 đó là vung chân lăng. Vung chân lăng về phía hướng sút. Chân trụ dậm nhảy một bước, người hơi gập tiếp đất bằng chân chạm bóng trước. Trong quá trình sút thì chúng ta có thể văng tay hết cỡ thoải mái, người hơi gập. Sau đây là một số cú sút, một số ví dụ sút sai tầm bóng. Khi sút sai tầm bóng, bóng sẽ đi lệch hướng. Hoặc khi chúng ta đá chân trụ không đúng, bóng cũng sẽ ra ngoài khuôn. Còn đây là một số ví dụ sút bóng tốt. Lực bóng sẽ đi rất nhanh, đi từ chân chúng ta lao thẳng vào lưới. Cảm ơn anh em đã xem hết video và đừng quên like, share ủng hộ mình cũng như đăng ký kênh. Mình sẽ còn ra thật nhiều video hữu ích hơn nữa. Cảm ơn các bạn.